Hello, hello. Xin chào các bạn. Đây là Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali ở Việt Nam. Đây đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Nếu như mà các bạn nhìn vào giá đây, các bạn thấy được là giá của Bitcoin không thay đổi nhiều. Nhưng mà hôm nay để chúng ta có rất nhiều những tin tức lớn các bạn. Những tin tức mà nhiều khi phải đọc được lại hai ba lần các bạn. Tại vì thường không nghĩ đây là tin tức thật. Nhưng mà đó là sự thật. Chúng ta có rất nhiều những cái thông tin như là chúng ta sẽ đương nhiên nói tới cái ngày ra tòa đầu tiên của Simon Free thì tình hình như thế nào các bạn và những gì chúng ta cần nên biết và chúng ta còn có một cái thông tin lớn liên quan tới Ripple và SEC một lần nữa lại thất bại các bạn thẩm Tán đã từ chối đơn kháng cáo của SEC tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết và những gì mà các bạn cũng nên biết về cái sự kiện này chúng ta cũng có một cái sự kiện lớn nhưng mà nó phần lớn liên quan đến chính trị các bạn nhưng mà nó cũng ít nhiều gì ảnh hưởng đến tài chính và nhất là ảnh hưởng đến thị trường crypto này đó chính là cái sự kiện liên quan đến chủ tịch hạ viện đã bị phế truất các bạn thường trên channel này đó thuận ít chia sẻ về chính trị nhưng mà thuận chỉ chia sẻ cái phần nào nó ảnh hưởng đến tài chính và crypto mà thôi và thuận cảm thấy là càng ngày đó đường ranh giới giữa tài chính và chính trị nó càng càng phai mờ đó các bạn. Nhưng mà hôm nay đây thuận dành thời gian để mà chia sẻ về đề tài này cũng như là chúng ta có một cái thông tin lớn liên quan tới Ethereum và ngân hàng UPS đang thử nghiệm sử dụng Ethereum và những thông tin khác thường muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay nhưng mà đầu tiên hết á, thì tuy là chúng ta nhìn vào Bitcoin thì thấy giá cũng không thay đổi nhiều so với lại lúc làm video ngày hôm qua bây giờ đó nếu chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin thì là 27.457 thôi nhớ hôm qua thường làm là giá nó đâu đó khoảng chừng 27.500 đô tuy là Bitcoin không thay đổi nhiều nhưng mà man chúng ta nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đó cũng rớt khá là nhiều các bạn. Chúng ta có thể nhìn vào chỉ số Nasdaq hôm nay xuống tới 1.87%, chúng ta có S&P 500 hôm nay xuống là 1.37% và Dow Jones xuống 1.29%. Nếu chúng ta nhìn vào pre-market thì bây giờ đó thì cả ba chỉ số futures đều đang đỏ hiện tại như là các bạn nhìn thấy đỏ khoảng chừng là 0.2, 0.3% là một ngày không tốt trong thị trường chứng khoán các bạn. Còn về dầu đó thì chúng chúng ta thấy được bây giờ thì tăng nhẹ một chút ở mức là 89 đô 11 cent Chúng ta cũng vẫn đang xoay ở mức là khoảng 90 đô cho một thùng dầu các bạn Một mức cao trong vòng khoảng chừng nửa năm qua còn về vàng thì sao các bạn? Vàng thì không có thay đổi nhiều à, Vẫn ở mức thấp các bạn là 1837 đô cho một ounce vàng Nói chung đó, chúng ta thấy được vàng luôn trên con số được khoảng 1900 đô cho một thời gian qua Bây giờ chúng ta lại tiến ngược trở về mức 1800 đô cho một ounce vàng Và một trong những điều mà nhiều người không muốn thấy đó chính là chỉ số DXY lại tiếp tục tăng lên các bạn Bây giờ ở mức là 107.13 là điểm Trời này được rồi, chúng ta muốn thấy chỉ số này dưới 100 điểm nhưng mà nó khó quá các bạn 107 điểm đó thì lần cuối cùng chúng ta thấy cái mức này là khi nào để thuận trả trở về biểu đồ của nến ngày đi thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái lần cuối cùng chúng ta thấy cái mức 107 điểm chính là cái thời điểm tháng 11 của năm ngoái và bạn thấy được là một lần nữa đó chúng ta lại thấy chỉ số này lại tăng lên sau khi mà giảm dưới 107 điểm đó thì khoảng chừng 10 tháng sau chúng ta lại một lần nữa thấy con số này và đương nhiên đây là một cái chỉ số đại diện cho sức mạnh của đồng đô la khi mà so sánh với những đồng như bảng Anh, đồng Euro, đồng Yên của Nhật Bản vân vân thì chỉ số này tăng có nghĩa là đồng đô la đang mạnh các bạn và đồng đô la mạnh sẽ có cái hiệu ứng ngược khi mà chúng ta so sánh với lại thị trường tài chính cho nên nhiều người muốn thấy là đồng đô la giảm xuống nhưng mà vẫn chưa thấy hiện tượng đó các bạn chúng ta chỉ thấy chỉ số này dưới 100 điểm chỉ có 4 ngày mà thôi rồi nó lại tăng ngược trở lên khi mà chỉ số này tăng cao đó có nghĩa là người ta muốn lưu trữ đồng đô la hơn những đồng còn lại và thường đó những lúc mà người ta muốn lưu trữ đồng đô la tại vì có nhiều cái sự lo lắng trên thị trường họ muốn lưu trữ đồng đô la tại vì đây vẫn là tiền dự trữ của thế giới hiện tại cho nên ít như vậy nó phản ảnh là thị trường có nhiều cái sự lo lắng cho nên DXY tiếp tục tăng lên một phần nữa chính là Fed vẫn không có đưa ra một quyết định rõ ràng là sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa các bạn lúc nào họ cũng nói là có khả năng là sẽ tăng thêm một lần nữa nếu cần thiết cứ như vậy hoài đó dẫn đến là các bạn thấy được là lãi suất vẫn ở mức cao Khi mà chúng ta nói tới những lãi suất như là chúng ta nói tới lãi suất mua nhà đi Thì bây giờ mua nhà lãi suất 30 năm đã lên tới mức là gần 8% các bạn ở mức là 772% thì nhiều bạn sẽ nói là lãi suất này đó để mà mượn mua nhà 30 năm thì không thấy nhiều nhưng mà thật ra rất là nhiều tôi đã từng chia sẻ với các bạn đây là cái mức lãi suất cao kể từ năm 2000 là một các bạn chúng ta phải trả tuốt trở về cái mức khoảng chừng là tháng 2 tháng 3 năm 2001 thì chúng ta mới có cái lãi suất khoảng chừng là hơn 7% như thế này Năm 2001 ra đối thường nó giống như là ngày hôm qua các bạn nhưng mà thật kinh nó đã 22 năm rồi Có nghĩa là có khả năng có bạn đang xem kênh này bây giờ đó lúc đó vẫn chưa ra đời các bạn Các bạn có thể thấy được là lãi suất nó đã, đã lên cao cái mức đó rồi hai mươi mấy năm trước chúng ta mới thấy là suy như thế này và cái vấn đề đó là tại vì Hoa Kỳ đã ở trong một thời kỳ dài các bạn khoảng chừng hai mươi năm lãi suất thấp dẫn đến giá trị của tài sản tăng cao và chúng ta đang nói tới là bất động sản cho nên bất động sản giá nhà đã tăng cao rồi bây giờ lãi suất tăng cao đó khiến cho người dân không thể mua nhà được để thông cho các bạn một bài toán rất đơn giản giả sử như các bạn mua một căn nhà các bạn vay mượn ngân hàng là năm trăm ngàn đi cho dễ năm trăm ngàn và nếu như mà chúng ta nói tới cách đây khoảng chừng là là 2 năm năm 2021 thì lãi suất lúc đó đó chỉ khoảng chừng là 3% thôi các bạn. Thì 3% lãi suất các bạn sẽ trả mỗi một tháng tiền lãi và tiền gốc là 2.108 đô cho 30 năm. Bây giờ đó nếu chúng ta nhìn vào cái phần trăm lãi suất là 7.72 thì từ 2001 các bạn phải trả là 3572 2001 lên 3572. nghĩa là các bạn phải trả thêm khoảng chừng là 1 472 đô cỡ đó. Nếu mà chúng ta lấy cái đó chia cho 2001 đi thì các bạn sẽ thấy được là các bạn sẽ phải trả thêm 70%, lãi suất tăng từ 3 chấm lên 772 để mà mua nhà trong thời gian khoảng chừng là hơn 2 năm đó, người dân đã phải trả hơn 70% để mua cùng một giá tiền căn nhà. Các bạn có thể được là cái sự thay đổi nó lớn cơ nào trong khi mà người dân đi làm đó người ta lãnh lương đâu có tăng 70% phần trăm trong vòng hai năm mấy qua đâu các bạn cho nên các bạn thấy được cái sự khó khăn như thế nào và thật ra kỳ này tôi cảm thấy là fed đã làm ảnh hưởng rất nhiều đối với lại nền kinh tế rồi bây giờ đã lãi suất tăng nhưng mà giá nhà cũng không giảm tại vì các bạn có biết lý do người ta không muốn bán nhà bây giờ tại vì người ta đang nợ ngân hàng bán nhà người ta phải nợ ngân hàng để mua căn khác mà người ta đang có lãi suất thấp thì không muốn lấy lãi suất cao hơn cho nên bây giờ cũng không bán nhà khiến cho không có nhiều nhà để bán khiến cho chủ nhà tăng lên chúng tôi cũng đã từng nói đến vấn đề này rồi và thuần chia sẻ về cái phần trăm lãi suất của mua nhà đó đây là phần trăm lãi suất nó không có liên kết trực tiếp với lại cái lãi suất của fed các bạn lãi suất của fed là lãi suất gọi là fed fund rate hiểu đơn giản đây là lãi suất mà fed cho những ngân hàng trong hệ thống của họ mượn qua đêm để có thể có được cái số tiền cần thiết ở trong ngân hàng để mà đúng quy định thì cái phần trăm này nó sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến khi mà ngân hàng cho vay cho những cái khoản khác cũng đồng nghĩa là nếu như lãi suất phép tăng lên á, thì sẽ có cái sự ảnh hưởng dẫn đến lãi suất mua nhà mua xe cũng sẽ tăng lên đó là lý do tại sao mà thùng chia sẻ cái vấn đề này với các bạn. Tại vì nếu chúng ta tiếp tục thấy những lãi suất như là mua nhà tăng lên, cũng đồng nghĩa là người ta vẫn nghĩ là Fed sẽ tiếp tục có khả năng tăng lãi suất, cho nên các bạn thấy được là thị trường sẽ đi trước một bước. Lúc nào cũng như vậy, chứ họ sẽ không đợi là Fed tăng lãi suất rồi lãi suất mua bán nhà mới tăng lên. Và đó chính là lý do tại sao mà chúng ta quan tâm đến những gì mà Fed làm và nói hiện tại tại vì những gì mà fed hành động đó sẽ ảnh hưởng đến nguồn tiền các bạn và nguồn tiền ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và trong đó chúng ta thấy được là crypto đã trở thành một phần của thị trường tài chính rồi Nói tới crypto đó thì chúng ta vừa mới thấy được là giá Bitcoin bây giờ mức là 27.389 Thì sau với ngày hôm qua lúc là video thì nó giảm một chút các bạn Từ 27.500 xuống còn 27.390 thì cũng không phải là đáng kể Chúng ta nhìn vào tổng vốn hóa thị trường đó thì trong vòng 24 giờ qua cũng không thay đổi nhiều các bạn Xuống 0.2% Giá của Bitcoin thì xuống 0.7% Ethereum xuống 1.6% các bạn BNB cũng xuống phần trăm tương tự Nhưng mà XRP thì lại có sự tăng trưởng ngày hôm nay XRP hôm nay đi ngược gió các bạn, tăng 4.1% thì tại sao? Đó chính là liên quan đến thông tin về cái sự kiện của SEC đơn kháng cáo đã bị bác bỏ, tôi sẽ chia sẻ chi tiết một lát nữa với các bạn. Nhưng mà nhìn chung thị trường crypto đó thì chúng ta thấy được phần lớn ngày hôm nay là giảm, khoảng chừng là 3 tới 4% như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, phần lớn là màu đỏ bây giờ chúng ta hãy bước vào để mà nói tới một số những tin tức lớn ngày hôm nay thì đầu tiên hết đó chính là thông tin liên quan đến Ripple và SEC. các bạn thấy được là tin tức là thẩm phán Torres đã từ chối yêu cầu kháng cáo dự Ripple của SEC. Đây đương nhiên là một thông tin mà đang được lan tỏa khắp nơi là một thông tin rất tốt cho Ripple và cả thị trường crypto các bạn. Nhưng mà để hiểu chi tiết điều này có nghĩa như thế nào đó thì chúng ta hãy xem một số những cái tài liệu khác. Các bạn thấy được là về chi tiết tại sao thẩm phán từ chối đơn kháng cáo của SEC và danh cho những mà nào mà không theo dõi thường xuyên đó để thường chia sẻ ngắn gọn là SEC đã kháng cáo quyết định của tòa án liên quan tới việc Ripple bán XRP trên sàn là hợp đồng đầu tư. Lưu ý SEC không khiếu nại về quyết định XRP không phải là chứng khoán mà chỉ kháng cáo để ngăn Ripple tiếp tục bán XRP mà thôi. Thì những mà nào mà theo dõi cũng đã biết là SEC đã kiện Ripple trong vòng hơn 2 năm qua Cái kết quả cuối cùng mà chúng ta biết liên quan tới đồng XRP đó thì thẩm phán đã quyết định là XRP không phải là chứng khoán Cái phần đó SEC cũng không khiếu nại các bạn Nhưng mà cái phần còn lại đây thì nó chia ra làm hai Đó chính là cái phần liên quan tới Ripple bán XRP có hợp pháp hay là không Thì nếu như mà công ty Ripple bán token XRP Chuyện những tổ chức đầu tư họ có những cái văn bản chào hàng thì trong văn bản chào hàng đó đó kết luận của tòa án là những văn bản đó nó có một phần giống như là hợp đồng đầu tư có nghĩa là người ta mua tại vì văn bản chào hàng cho thấy được là mua đồng XRP sau này có thể là có lời à, vì lý do đó đây là một hợp đồng đầu tư chứng khoán cho nên cái phần đó đó thì SEC thắng cái phần mà SEC thua đó chính là cái phần liên quan đến XRP không phải là chứng khoán bản chất của đồng đó và là chứng khoán nhưng mà cái Hợp đồng mua bán giữa Ripple với những tổ chức đầu tư đó thì đó là hợp đồng đầu tư, có nghĩa là một chứng khoán. Điều này chúng ta cũng đã từng nói tới trước đây rồi, cũng giống như là chúng ta nói tới vàng đó thì không phải là chứng khoán. Nhưng mà hợp đồng mua bán vàng thông qua những quỹ như là ETF đó thì đó là một cái hợp đồng đầu tư, là một chứng khoán. Nó cũng tương tự như vậy. Còn một phần khác nữa đó chính là liên quan tới công ty Ripple nếu như mà không chào hàng mà họ đem đồng XRP lên sàn để mà bán đó, thì có phải là chứng khoán hay là không? Thì thẩm phán đã nói đó không phải là chứng khoán. Và lý do được đưa ra đó đó chính là nếu công ty Ripple đem đồng XRP lên sàn Coinbase đi, rồi Ripple trực tiếp bán cho sàn Coinbase bây giờ thủ mua XRP À, thuần bấm nút buy rồi thuần mua XRP trên căn bản thuần không biết được là người mà thuần mua là ai có thể là bạn bán cho thuần có thể là Ripple bán cho thuần cho nên không có lý do gì thuần nghĩ là cái tiền này là thuần giao cho công ty Ripple vì lý do đó công ty Ripple đã có trách nhiệm phải kiếm lợi nhuận để có thể khiến cho đồng XRP tăng lên cho nên đó không phải là một hợp đồng đầu tư và đây là cái phần mà SEC kháng cáo nói không cái đó cũng là hợp đồng đầu tư và điều mà họ muốn đó là công ty Ripple không thể tiếp tục bán các số lượng XRP còn lại. Đây là cái cách giải thích đơn giản nhất và ngắn ngòi nhất để cho những nào mà không hiểu những gì đang xảy ra. Và bây giờ ra thẩm phán đã từ chối đơn kháng cáo này rồi tại vì cái quá trình vụ kiện bây giờ vẫn đang diễn ra cái phần liên quan đến việc SEC kiện hai đồng sáng lập của Ripple đã vẫn chưa kết thúc cái phần liên quan tới công ty Ripple bán đồng XRP thì đã xử rồi nhưng mà cái phần liên quan đến là hai đồng sáng lập của Ripple đó biết XRP là chứng khoán nhưng mà vẫn bán thì hai người này cũng phải chịu trách nhiệm thì đó là cái phần mà vẫn chưa có được xử cho nên vụ kiện này trên căn bản là vẫn đang diễn ra cho nên nếu muốn kháng cáo ngay bây giờ Nếu muốn kháng cáo một phần của vụ kiện Mà vụ kiện vẫn chưa kết thúc đó Thì cần phải có sự cho phép của thẩm phán nếu như không thì sẽ không được kháng cáo hiện bây giờ và tòa án đã từ chối đơn kháng cáo của SEC lý do đó họ đưa ra thuần có 3 lý do chính thường muốn chia sẻ với các bạn thứ nhất họ nói đó đây không phải là vấn đề thuần túy về luật pháp mà là ứng dụng quy định how we test how we test là cái quy định kiểm tra xem coi là cái gì là chứng khoán cái gì là không phải thì đây chỉ đơn giản là cái ứng dụng quy định how we test và một cái trường hợp cụ thể mà thôi nghĩa là không có sự nhầm lẫn gì về luật pháp ở đây. Tòa án và SEC đều hiểu rõ how we test là gì. Cái gì là chứng khoán dựa theo Howey Test Không có nhầm lẫn đây hết đó. Chỉ là SEC không chấp nhận quan điểm Áp dụng luật của thẩm phán Điều này không đủ để thẩm phán cho phép SEC kháng cáo Tại vì SEC nói là có thể thẩm phán đã nhầm lẫn về Howey Test Cho nên đây là một cái vấn đề liên quan tới luật pháp Nhưng mà bây giờ thẩm phán nói là không Tôi hoàn toàn hiểu Howey Test là gì Chỉ là anh không thích <laughs> cái cách mà tôi áp dụng luật Howey Test này Không như ý muốn của anh mà thôi Cho nên không có đủ lý do để mà kháng cáo hiện tại Đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì scc đó thì nói là Bây giờ tôi đang kiện công ty Coinbase, tôi đang kiện Binance, tôi đang kiện khắp nơi Bây giờ bà thẩm phán, bà nói là XRP bán trên sàn, không phải là chứng khoán gì thì chết tôi rồi Làm sao mà tôi có thể tiếp tục để có thể đi kiện những công ty này nữa Nó sẽ có cái tiền lợi và làm ảnh hưởng đến những cái vụ kiện khác Nhưng mà thẩm phán đó thì lại nói đây là một trường hợp cụ thể Nó chỉ có giá trị tiền lợi hạn chế mà thôi có nghĩa là những quyết định chỉ áp dụng cho vụ dụ kiện này mà thôi Chứ bà không có nói là tất cả đều áp dụng y chang như vậy cái này là một phần tốt nhưng mà phần xấu các bạn cái phần tốt ở đây đó là đương nhiên đây cũng là một lý do để thẩm phán không cho phép SEC kháng cáo hiện tại nhưng mà cái phần mà không tốt ở đây đó là thẩm phán cũng nói đây chỉ là một cái trường hợp cụ thể nó không áp dụng với tất cả token ở ngoài kia mỗi token sẽ có mỗi cái quy định khác nhau và nó cũng liên quan tới điều thứ ba điều thứ ba đó thì SEC đã trích dẫn cái vụ Luna tại vì các bạn đã biết là Luna cũng đang ra đa tòa hiện tại ở New York và SEC nói là cái thẩm phán trong vụ kiện đó đó đã không có đồng ý với cái kết luận của thẩm phán Torres thì thẩm phán Torres nói là hai thẩm phán có thể xử hai vụ kiện có sự tương tự nhưng mà có kết quả khác nhau điều đó cũng là bình thường mà thôi tại vì những chi tiết đều khác nhau hai vụ này thực sự không có liên quan đến nhau vụ liên quan tới Luna thì nó có những chi tiết riêng liên quan đến Luna, cái vụ liên quan tới XRP là có chi tiết riêng, hai vụ này nó không liên quan gì với nhau hết và đây là ba lý do được đưa ra để mà bác bỏ đơn kháng cáo của SEC. Tóm lại SEC bây giờ đang đối mặt với nhiều vụ kiện liên quan đến crypto và họ lo lắng là những thẩm phán khác sẽ sử dụng Ripple làm tiền lệ Thẩm phán Thor's thì nói rằng là SEC đã không đủ điều kiện để kháng cáo vào thời điểm hiện tại Nếu như muốn kháng cáo, họ phải chờ đến khi mọi thứ kết thúc rồi mới được kháng cáo Hiểu một cách khác đó, thẩm phán Torres nói là SEC muốn kháng cáo cái phần này đã cũng không quan trọng và cũng chẳng liên quan gì hết Cho dù SEC có thực sự là kháng cáo thành công đi nữa thì có chi ảnh hưởng đến công ty Ripple bán được XRP hay không nó cũng không có làm thay đổi quyết định XRP không phải chứng khoán cho nên cái này nó giống như là mất thời gian nó cũng không phải là quan trọng ngay thời điểm bây giờ cho nên không thể kháng cáo scc đó có đợi cho đến khi nào mà hết dự án này rồi mới kháng cáo hay không thì chúng ta không biết các bạn và cái vụ kiện này đã không biết là sẽ kéo dài bao nhiêu nhiều người nói là có thể đến cuối năm nay nhiều người nói là có thể là qua cả năm sau tóm lại đối thuận bây giờ đó thì càng lâu càng tốt các bạn <laughs> kéo dài để cho SEC không được kháng cáo hiện tại cho đến khi chúng ta chờ đợi xem coi có thay đổi gì liên quan đến nhân sự của SEC hay là không và điều đó có thể là chúng ta phải chờ đến bầu cử năm 2024 và đó là cái thông tin lớn nhất liên quan đến crypto ngày hôm nay các bạn Nhưng mà Ripple có một thông tin khác nữa cũng rất là tích cực các bạn Công ty Ripple đó, họ đã thông báo là họ đã nhận được cái bằng hoạt động chính thức đến từ cơ quan tiền tệ ở Singapore. Vào tháng 1 đó, thì theo đồng hiểu là họ đã nhận được cái bằng hoạt động tạm thời nhưng bây giờ họ đã nhận được cái bằng hoạt động chính thức đến từ cơ quan tiền tệ Singapore và cái bằng này đó cho phép họ tiếp tục có thể là cung cấp dịch vụ di chuyển tiền của họ sử dụng token XRP. À, có nghĩa là Ripple bây giờ đã hợp pháp và có thể sử dụng XRP để giúp đỡ khách hàng của họ ở Singapore một trong những nơi mà các bạn thấy là gần đây cũng mới đầu cấp nhiều giấy phép chúng ta đã nói tới Tôi nhớ là Coinbase gần đây rồi hình như là chúng ta nói tới một cái sàn nào khác nữa cũng vừa được cấp giấy phép đến từ Singapore, bây giờ Ripple cũng được cấp giấy phép luôn các bạn. Hầu như Singapore đang gấp rút để mà đưa ra nhiều giấy phép cho những công ty crypto. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một chút xíu chính trị ở Hoa Kỳ các bạn và chúng ta chỉ nói trong cái khuôn khổ liên quan đến tài chính và liên quan đến crypto mà thôi. Tại vì thực ra cái vụ này đó ít nhiều gì cũng liên quan đến tài chính. À, chúng ta đã thấy trên màn hình đó, đây chính là cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thì Kevin McCarthy đó, ngày hôm nay đã bị loại bỏ khỏi chức vụ chủ tịch hạ viện các bạn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ mà có một chủ tịch hạ viện bị phế truất là một cái sự kiện rất là lớn trong chính trị các bạn nhưng mà đối với lại tài chính đó, thì các bạn thấy được là cuộc bỏ phiếu này đã được kích hoạt bởi dân biểu Matt Gaetz thì Matt Gaetz uh, là cái người mà các bạn đang nhìn thấy trên bạn hình đó, thì người này Ông đã kích động một cái đợt bỏ phiếu và cái đợt bỏ phiếu này đó là với lý do là chúc với McCarthy. Tại vì ông nói đó là McCarthy đã không còn đại diện cho lợi ích của đảng Cộng Hòa sau khi ông đã làm việc với các đảng viên dân chủ để thông qua cái dự luật ngân sách tạm thời mà chúng ta nói tới vào cuối tuần mới đây đó để tránh tình trạng đóng cửa chính phủ. Có nghĩa là Matt Gies nói là người này, chủ tịch Hạ Viện, là một người của đảng Cộng Hòa. Thì ông phải đại diện cho lợi ích của đảng Cộng Hòa khi mà đàm phán. Nhưng mà ông đã tự ý làm việc với đảng viên đảng Dân Chủ để mà thông qua một cái dự luật mà nó không có hoàn toàn có lợi cho đảng Cộng Hòa Và cuối cùng đó khi mà bỏ phiếu ở Hạ Viện Thì kết quả các bạn cũng đã biết rồi McCarthy đã bị phế trước Và đây là chủ tịch Hạ Viện đầu tiên bị phế trước các bạn Và người nào sẽ thay thế đó Bây giờ ta chưa có biết Nhưng mà các bạn đã thấy trên màn hình đó, Thì chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính Hạ Viện là Patrick McHenry Sẽ tạm thời đảm nhận vai trò chủ tịch Hạ Viện Cho đến khi bầu cử chủ tịch mới Và người này đó, tôi nghĩ là nhiều bạn cũng rất quen thuộc rồi Là một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto Một trong những người mà thường hạch hỏi Gary Gensler bây giờ đó ông đảm nhận vai trò chủ tịch hạ viện tạm thời các bạn và để các bạn hiểu đó thì chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình đây là danh sách những ai sẽ trở thành tổng thống nếu như mà tổng thống giả sử như là mất đó, thì chúng ta sẽ được là phó tổng thống sẽ nhận chức vụ tổng thống nếu như mà phó tổng thống không có đó thì người kế tiếp sẽ nhận chức vụ tổng thống đó chính là chủ tịch hạ viện đứng vị trí thứ ba các bạn tổng thống phó tổng thống rồi đến chủ tịch hạ viện để các bạn hiểu được quyền lực của chủ tịch hạ viện là lớn cỡ nào Hoa Kỳ chỉ có hai viện thôi hạ viện và thượng viện các bạn thì nếu như mà đứng đầu một viện đó là quyền lực rất là lớn luôn trong chính trị và chúng ta gọi là hạ viện hay là thượng viện đó, đó là cách gọi mà thường được người Việt Nam gọi thôi các bạn chứ còn tiếng Anh thì chúng ta gọi là House và Senate thì hai cái viện này đó quyền lực cân bằng nhau có những quyền lực khác nhau chứ không phải là giống nhau cho nên không có viện nào cao viện nào hết các bạn nhiều bạn hay hỏi thuận là hạ viện cao hơn hay thượng viện cao hơn thật ra câu trả lời là hai viện bằng nhau và họ có quyền lực khác nhau giống như là khi chúng ta nói tới quỹ ban về dụ tài chính á, thì chỉ có hạ viện mà thôi không có thượng viện ở thượng viện thì có quỹ ban ngân hàng hai cái đó nó khác nhau các bạn nhưng mà một luật muốn thông qua thì phải thông qua cả hai viện thì ít nhiều gì cái này nó cũng liên quan đến clip một chút các bạn cho nên tôi muốn dành thời gian chia sẻ Nhưng mà một lần nữa đó Patrick Henry chỉ tạm thời giữ chức vụ này thôi Cho đến khi mà có Chủ tịch Hạ viện mới Không biết là trong thời gian này đó Ông có thể làm được gì Nhưng mà hiện bây giờ đó đó là thông tin mới nhất Và chúng ta hãy chuyển qua Nói tới một cái tin tức khác nữa Mà nhiều người quan tâm đó chính là ngày hôm nay đó Cuối cùng thì phiên tòa của Sam Free Đã chính thức bắt đầu rồi các bạn Và hôm nay đó là quá trình xét xử của Sam Free Ngày đầu tiên một trong những dự án lừa đảo lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ Và nếu như bị kết án đó, thì Sam Fritz sẽ phải ngồi tù hơn 100 năm các bạn Nhiều ước tính là khoảng 110 năm Tùy theo là bao nhiêu những cái tội danh dưới đây thành lập Nếu như mà tất cả tội danh thành lập thì sẽ dẫn đến ngồi tù rất là lâu luôn các bạn Và danh sách đầy đủ những cáo buộc hình sự đó thì bao gồm Tổng cộng là chúng ta thấy trên màn hình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cáo buộc hình sự thứ nhất là âm mưu gian lận chuyển tiền điện tử của khách hàng thứ hai là hành động gian lận chuyển tiền điện tử của khách hàng thứ ba là âm mưu gian lận chuyển tiền điện tử tới Alameda Research thứ tư là hành động gian lận chuyển tiền điện tử tới Alameda Research thứ năm là âm mưu gian lận đối với khách hàng của FTX liên quan tới việc mua và bán futures thứ sáu là âm mưu gian lận chứng khoán đối với các nhà đầu tư vào công ty ftx và cuối cùng là âm mưu rửa tiền thì cái các bạn thấy đây đó là có vài cáo buộc nó nhìn như là giống nhau bên trên như là chúng ta vừa nói tới là âm mưu gian lận chuyển tiền rồi chúng ta có hành động gian lận chuyển tiền chúng ta có âm mưu gian lận chuyển tiền tới alameda research rồi các bạn có hành động gian lận chuyển tiền tới alameda research lý do là âm mưu và hành động các bạn đó là cái sự khác biệt nếu như mà giả sử không đủ bằng chứng để chứng minh là có hành động gian lận thì vẫn có thể quy ra tội âm mưu nhưng mà nếu như đã có hành động gian lận rồi đó thì thường không phải luật sư nhưng mà theo thuần hiểu logic thì nếu như các bạn đã có hành động gian lận thì nên phải có âm mưu trước đó cho nên cả hai đều sẽ thành lập nói chung Simon Free cũng sẽ khó ngủ những ngày này các bạn tại vì theo thuần biết đó khi mà phiên tòa đã bắt đầu rồi thì trong khoảng chừng là 6 tuần có thể là dài hơn một chút xíu nhưng mà không phải là dài như là dự kiện của công ty Ripple và SEC đó các bạn sẽ có kết quả trong thời gian không có lâu đâu chúng ta có thể là có kết quả trong vòng 6-7 tuần và 6-7 tuần sau đó sao free có thể là sẽ bị kết án và ngồi tù có thể là cả đời luôn không không biết là sau này sao free có thể là được giảm mán nếu như mà có kỷ luật tốt hay là không có đó chúng ta cũng không rõ bây giờ chúng ta chỉ biết là phiên tòa đã thật sự bắt đầu rồi sau khoảng chừng là gần một năm các bạn bây giờ đã là tháng 10 rồi sau gần một năm cái sự sụp đổ của ftx cuối cùng thì sbf cũng đã ra tòa ở hoa kỳ và phiên tòa đầu tiên của simon free đã bắt đầu như thường vừa chia sẻ đó và cái không khí ngày hôm nay cũng khá là căng thẳng và cả ngày hôm nay đó được dành để mà lựa chọn bồi thẩm đoàn à, thì để các bạn hiểu cái vận động đó à, những người mà có quyết tịch ở hoa kỳ thì các bạn sẽ có một nghĩa vụ là nghĩa vụ tòa án thì nghĩa vụ này đó thường cũng thường đi các bạn khoảng chừng là một hai năm đó thì là bị kêu lên tòa một lần thì các bạn sẽ lên tòa rồi sau đó đó những cái phiên tòa khác nhau họ sẽ lựa chọn người để trở thành bồi thẩm đoàn các bạn lên đó trả lời một số câu hỏi rồi họ sẽ lọc ra tổng cộng đó là mỗi một cái vụ kiện mà ra tòa thì sẽ cần có 12 bồi thẩm đoàn chính thức rồi 6 người xa cua các bạn à, thì tổng cộng là 18 người sẽ được chọn và cái số lượng người mà lên trên để mà bắt đầu trả lời câu hỏi để xem được chọn hay không đó thì sẽ rất là nhiều mỗi một phiên tòa như vậy đó thì có thể là họ kêu tới 5 sáu người rồi trong đó đó hai luật sư thì mỗi luật sư sẽ chọn ra phân nửa số lượng người để trở thành bồi thẩm đoàn 6 người bên đây và 6 người bên kia cộng với lại 6 người xa cua như thằng dự chia sẻ là 18 người tổng cộng nhưng mà bỏ phiếu cuối cùng chỉ là 12 bồi thẩm đoàn mà thôi để mà ra kết quả cuối cùng với sự dẫn dắt của thẩm phán các bạn à, Và thẩm phán Kaplan ấy, ngày hôm nay chỉ giải thích sơ bộ là Salmon Free bị khởi tố về vấn đề lừa đảo cho những cái người mà có khả năng trở thành bộ thẩm đoàn mà thôi à, Và nói sơ sơ về đây là một vụ lừa đảo liên quan tới FTX và Alameda nhưng mà không giải thích chi tiết hoặc đề cập đến quy mô của ftx và đề nghị là các thành viên của bồi thẩm đoàn nó không nên tự tìm hiểu thông tin về ftx ý của ông là đảm bảo cho công bằng thì những người trong bồi thẩm đoàn nó tốt nhất nên là những người mà không biết gì về crypto và cũng không biết gì về ftx để không có độ thiên vị có nghĩa là chúng ta muốn những bồi thăm đoàn này chỉ nghe ý kiến và những cái chứng từ từ hai bên rồi từ đó đưa ra kết luận chứ không có bị chi phối bởi những cái tin tức bởi những cái trang web khác nhau thì đây cũng là một việc làm rất bình thường thôi Thuận nhớ đó có một lần à, thuận đến trên tòa án đó thì được những câu hỏi đây là một cái vụ liên quan tới à, nó cũng đáng tiếc các bạn đây là một cái vụ liên quan tới lạm dụng tình dục trẻ em thì lúc đó thuận còn trẻ các bạn cũng chưa có lấy vợ và cũng chưa có con thì một chuyện câu hỏi là thuận đã có vợ hay là có con chưa thì câu trả lời thuận này chưa có thì đã nhanh chóng bị lội rồi các bạn Tại vì họ muốn những người mà có con để có thể hiểu được cái tâm trạng Thì khi mà nghe những cái chứng từ đó Thì những người đó mới có cái khả năng phân tích tốt hơn Khi mà họ đã có con rồi Cho nên bản thân thường nên thì chưa có lúc đó Cho nên đã bị lội à, Và cũng đơn giản thôi Luật đó thì giống nhau các bạn Đây là một cái điều kiện liên quan tới lừa đảo Nó liên quan đến crypto là đúng Nhưng mà thật ra đó Thay thế crypto với bất cứ ngành nghề gì Nó cũng như vậy mà thôi Đây là một điều kiện liên quan tới Trên căn bản là một cái vụ lừa đảo cho nên biết về crypto hay không đó đối với thẩm phán cũng không quan trọng quan trọng là những người mà ngồi nghe những thông tin nhìn thấy những chứng từ những người đó là những người mà không có độ thiên vị và tốt nhất là những người mà không biết gì về crypto thì bây giờ đã quá trình chọn một đồng đoàn này vẫn đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày mai đó là dự kiến mà thôi tôi nhớ có lần tôi được gọi lên tòa án đó các bạn, lúc đó đó là cái đợt mà họ lựa chọn bồi thẩm đoàn là tuần thứ hai, tuần thứ ba gì rồi, có thể kéo dài rất là lâu nếu như mà cả hai bên, nghĩa là luật sư của bên biện hộ và bên công tố viên không hài lòng với lại cái số lượng người mà họ có thể lựa chọn là bồi thẩm đoàn thì sẽ tiếp tục kéo dài nhưng mà dự kiến là sẽ kết thúc vào ngày mai, sau đó là các phát biểu mở đầu từ bên công tố viên và bên luật sư biện hộ và đó là chính thức phiên tòa bắt đầu của bạn và nếu như mà theo ước tính là trong vòng 6 tuần sẽ kết thúc khi nào mà có thêm cập nhật tôi sẽ chia sẻ nhanh với các bạn và tôi muốn chia sẻ một chút xíu cảm ơn cá nhân của thuần các bạn tại vì cái sự việc này bây giờ đã đã ra tòa và nó cũng đã gần đến hồi kết rồi nói tới salmon free về ftx đó là một điều mà thường cảm thấy là rất đáng tiếc và nó có cái sự ảnh hưởng lâu dài đối với thị trường crypto và chúng ta đang chứng kiến cái sự ảnh hưởng đó đang diễn ra các bạn salmon free là một cái nhân vật mà cách đây khoảng chừng là ba bốn năm thì ít có nghe nói tới các bạn chúng ta cũng nghe nói tới FTX bắt đầu là từ năm thường nhớ là 2020 đã nghe rồi nhưng mà cũng ít ai quan tâm đến và Simon Free là ai cũng ít ai quan tâm đến nhưng mà đột ngột đó Simon Free lại trở thành một trong những nhân vật mà được nhiều người biết đến các bạn bận quần sọt tóc thì xoăn lên là một tỷ phú nhưng mà ít ra đưa ra một cái hình ảnh là cuộc sống rất là giản dị và thích dùng tiền của mình để mà đi quyên góp hay là vì crypto có thể làm tất cả đó là cái hình ảnh mà Simon Free tạo ra các bạn và thị trường crypto đó lúc đó ai cũng nghĩ là chúng ta nên có một nhân vật như thế này nó giống như là nói xa đây nó giống như là bà Talib Buterin nhưng mà cái phiên bản giang hồ hơn các bạn thích nói thì nói, thích làm gì thì làm. Và hầu như cái nhân vật này, đương nhiên các bạn thấy được sau này chúng ta mới biết là đó không phải là cái nhân vật Simon Free thật sự ngoài đời, nhưng mà cái nhân vật này xuất hiện nó giống như là các bạn lắp ráp cái mô hình, rồi các bạn thiếu mất đi một cái mảnh cuối cùng. Và Simon Free chính là cái mảnh cuối cùng để mà kết nối mọi thứ lại với nhau. Tại vì khi mà Simon Free xuất hiện đó, nó giống như là khi mà Warren Buffett xuất hiện khi xưa các bạn. Khi xưa đó, cái cách nhìn của người dân bình thường đối với lại Wall Street là những người mà họ lái xe sang, à, họ cực kỳ cọc cằn, họ chỉ quan tâm đến kiếm được nhiều lợi nhuận, họ thích xài sang, họ thích khoe của. Đó là cái cách nhìn hồi xưa của người ta đối với Wall Street và phố Wall bây giờ đã khác nhiều rồi các bạn, không phải được nói là không còn những cái nhân vật đó cũng còn nhưng mà nó đã ít hơn xưa rất nhiều. Khi các bạn xem những cái video liên quan đến phố Wall xưa đó những cái phim ảnh trước đây liên quan đến phố Wall các bạn thấy được là nó có một cái hình tượng khác liên quan tới người của phố Wall rồi sau đó Buffett xuất hiện là một cái gì đó hoàn toàn khác biệt và đã tạo ra được lòng tin và đã có thể là hầu như kết nối mọi người lại với nhau trong thế giới đầu tư các bạn và chúng ta đã mở ra một cái thời kỳ mới liên quan tới đầu tư giá trị liên quan tới nhiều thứ thì Simon Free cũng đâu đó giống như các bạn khi mà Simon Free xuất hiện đó thì giống như là nó đột ngột kết nối những cái thế giới mà không nên crypto cộng lại với crypto mình nhìn trên màn hình, đó, Simon Free đã có thể thuyết phục được rất nhiều người các bạn Như là Giselle, như là Tom Brady, như là Kevin O'Leary các bạn cho dù các bạn nghĩ sao về những người này đó thì những người này họ thật sự là đã có tiền rồi trước khi mà họ gặp Simon Free và có thể là họ đã nhận được nhiều cái lời mời để mà trở thành người đại diện hay là người đứng ra làm quảng cáo cho sàn Coinbase gì đó thì có thể là họ không đồng ý tại vì họ cảm thấy là nguy hiểm cao quá Chờ, à, tại vì crypto cái gì đó nó vẫn chưa rõ ràng hiện tại nhất là liên quan tới pháp lý nhưng mà vì một lý do nào đó khi mà họ gặp Simon Free đó thì họ là bị thuyết phục các bạn và họ đã chấp nhận trở thành người đại diện cho FTX và tin tưởng vào Simon Free Chúng ta thấy là còn nhiều người nữa như là Stephen Curry cũng là một trong những cái cầu thủ chơi bóng rổ cực kỳ nổi tiếng Và cũng đã có rất nhiều tiền trước khi mà gặp Simon Free các bạn Larry David à, cũng đã chấp nhận lời mời để mà làm quảng cáo Super Bowl cho Simon Free À, thậm chí chúng ta có thể thấy được là simon free đó cái sự ảnh hưởng cũng không kết thúc ở đó ngay cả về phương diện chính trị cũng có thể kết nối lại được chúng ta nhìn thấy trên màn hình cho dù các bạn nghĩ sao về bill clinton nhưng mà các bạn thấy là simon free cũng có thể ngồi nói chuyện với bill clinton sự ảnh hưởng hoàn toàn là không hề nhỏ và ngay cả Tom ready đó thì cũng đã nói là thực sự muốn tin là có nhân vật simon free cho nên khi mà sự việc này nó sụp đổ đó khiến cho nhiều người cảm thấy tức giận các bạn Và tại sao nói tới điều này Tại vì các bạn thấy là Simon Free đó Cái sự ảnh hưởng không chỉ ở cái mức là có thể kêu gọi được những người nổi tiếng quảng cáo và tham gia vào crypto mà còn có thể ngồi với những người mà làm chính trị lâu năm các bạn như là chúng ta thấy là Simon Free đó là người quyên góp lớn thứ nhì cho tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống và chúng ta cũng thấy được là Simon Free cũng có thể chụp hình chung với rất nhiều nghị sĩ dân biểu của cả hai đảng luôn có thể là nhiều người nói là chỉ đảng này đảng kia nhưng mà thật ra Simon Free đã từng quyên góp cho cả hai đảng luôn các bạn chỉ là nhiều hơn cho đảng này so với đảng kia mà thôi tôi sẽ không đi vào chi tiết thì nó cũng không quan trọng và ngay cái Simon Free đó các bạn đã thấy được là cũng chụp hình chung với những người như là các bạn thấy là Theo Lai Phạm của CFTC cũng chụp hình chung với lại Simon Free và Simon Free cũng có cái mối quan hệ với lại Gary Gensler các bạn cũng đã từng biết thuần chia sẻ là Gary Gensler đã từng gặp riêng Simon Free tại vì Gary Gansler đã trước đây dạy ở trường đại học MIT và sếp của Gary Gensler lúc đó chính là clan Allison. Clan Allison là sếp của Gary Gensler và cũng là cha của Kelly Allison. Và Kelly Allison là bầu cũ của Simon Free thì nó có mối quan hệ với nhau các bạn. Nói chung thì Simon Free đó là một cái nhân vật mà nó kết nối nhiều người lại với nhau và trước khi mà có sao free đó các bạn thì được là nhiều người không quan tâm đến crypto thậm chí về chính trị đó cũng ít ai nói đến các bạn và nếu nói tới đó thì phần lớn là tiêu cực nhưng mà sao free xuất hiện thì trong khoảng thời gian 2 năm đó đó hầu như cả hai đảng đều ủng hộ và muốn đưa ra cái gì đó tốt đẹp cho thị crypto này và theo những thông tin chúng mình nhận được đó, thì Gail Chancellor thật sự đã từng nghĩ đến việc là cấp giấy phép duy nhất cho FTX sang duy nhất trên Hoa Kỳ có thể là hoạt động một cách hợp pháp mà được tất cả bằng hoạt động đến từ SEC không biết là thật bao nhiêu nhưng mà như bình thường chia sẻ cũng cho các bạn thấy được là nhân vật Simon Free này đã nếu như có thật thì là điều mà chúng ta đang thật sự mong đợi nhưng mà kết quả thì không như là mơ các bạn kết quả thì đây là người mà đang ra tòa đối đầu với 7 tội danh hình sự hiện tại và nó khiến cho bây giờ đó những người mà nổi tiếng đó khi mà nói tới là quảng cáo crypto thì họ rất là ngại tại vì sàn FTX là một sàn mà ngay cả Cameron Larry cũng đầu tư và cũng là một người mà cực kỳ ủng hộ cuối cùng thì kết quả ra sao bây giờ đó, các bạn nghĩ đi các bạn là sàn Coinbase các bạn là sàn Gemini các bạn muốn người này người kia quảng cáo đó thì họ sẽ không có muốn đụng đến đâu các bạn các bạn là sàn Coinbase sàn Gemini các bạn đến Washington các bạn muốn nhờ thượng nghị sĩ này hay là dân biểu kia ủng hộ đó cũng không phải là dễ và nó trở thành cái gì đó đảng này so với đảng kia các bạn tại vì rất rõ ràng bây giờ là tuy là cả hai đảng cũng có người ủng hộ crypto nhưng mà phần lớn bây giờ đó là lại nghiêng về đảng cộng hòa nó trở thành một cái gì đó đấu tranh giữa hai đảng hiện tại các bạn à, nó là một điều mà rất đáng tiếc trong khi trước đây đó, thì cả hai bên đều có ý là ủng hộ crypto Bây giờ thì hầu như một bên là muốn tránh xa Một bên thì lại muốn ủng hộ Đó là một chút xíu chia sẻ về cảm nhận cá nhân của Thuận mà thôi Liên quan tới gì xảy ra các bạn nghĩ sao các bạn có thể comment ở bên dưới Đối với Thuận là chỉ có hai chữ đáng tiếc thôi các bạn Chúng ta còn một số những thông tin nổi bật khác tôi muốn chia sẻ với các bạn Thứ nhất là liên quan tới UBS các bạn Đây là ngân hàng rất lớn nhiều người cũng đã từng biết đến Thì UBS ngân hàng này là đến từ Thụy Sĩ và họ đang thử nghiệm quỹ Thu kinh hóa đầu tiên cho Ethereum, họ sẽ sử dụng cái smart contract của Ethereum và họ đang sử dụng thử nghiệm này ở Singapore Và đây đương nhiên là đánh dấu cái cột mốc quan trọng trong việc đưa tài sản trong thế giới thực vào blockchain Thì dưới sự hỗ trợ của cơ quan tiền tệ Singapore là MAS, gần đây chúng ta thấy là MAS là cơ quan tiền tệ của Singapore Thì rất là quan tâm đến crypto, họ hầu như là cung cấp giấy phép thường xuyên thông qua các dự án như là Project Guardian thì UBS khám phá khả năng token hóa nhiều loại tài sản khác nhau mở rộng ứng dụng của blockchain và với cái dịch vụ có tên là UBS Tokenize đây là dịch vụ token hóa độc đáo của riêng công ty UBS, họ muốn giúp những cái công ty có thể đúc ra những token một cách tự động, minh bạch trên blockchain và đương nhiên đây là cái bước tiến tới mà tôi nghĩ ai cũng đã nghĩ tới rồi, chúng ta đã nói tới BlackRock, chúng ta đã nói tới Singapore, hầu như ai cũng biết là cái bước kế tiếp đó ngoại trừ việc là crypto có thể dùng để mà chuyển tiền xuyên quốc gia cực kỳ hiệu quả cho nên những ngân hàng và những công ty chuyển tiền đã bây giờ họ muốn hướng tới sử dụng blockchain công cộng ngay cả liên quan đến thu kinh hóa các bạn thì được là cũng muốn sử dụng trong blockchain công cộng tại vì khi mà các bạn thu kinh hóa một cái gì đó thì các bạn sẽ mở rộng được cái số lượng người đầu tư ra rất là nhiều Các bạn ở Việt Nam, các bạn ở Hoa Kỳ, các bạn ở bất cứ quốc gia nào Chỉ cần tiếp cận được với Internet thì có thể là tham gia vào các bạn để mà mua những token này và sở hữu một tài sản nào đó Trong khi mà trên thế giới hiện bây giờ đó các bạn thấy được là nếu các bạn là người Việt Nam Muốn mua cổ phiếu ở Hoa Kỳ thật sự chứ không phải là mua hợp đồng của cổ phiếu Thì cực kỳ khó khăn rồi các bạn, các bạn phải có sàn ở bên đây, các bạn phải có dịch vụ cung cấp Chứ nếu không thì rất là khó Nhưng mà thu kinh hóa thì lại khác Cho nên đây là cái bước tiến kế tiếp Ngoài chuyện việc chuyển tiền ra thì thu kinh hóa tài sản sẽ là cái bước kế tiếp Và càng ngày càng rõ ràng là chúng ta cần phải có blockchain công cộng các bạn và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới nước Argentina. Các bạn đã biết là đây là quốc gia mà họ đang tranh cử tổng thống và chúng ta đã biết là một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto đó mà đang dẫn đầu đó chính là Javier Mele Thì chúng ta cũng có một nhân vật khác nữa các bạn, đó chính là Sergio Massa. Thì người này đó hầu như là có quan điểm ngược lại với lại Javier Milei. À, người này đó thì ủng hộ CBDC, nghĩa ra tiền số quốc gia và ông tin tiền trong số quốc gia là điều cần thiết để mà giải quyết vấn đề siêu lạm phát ở Argentina. Tại vì Argentina bây giờ đang đối đầu với lại lạm phát là 124%. 124% một năm các bạn con số không hề nhỏ thì ông nói là chỉ cần là chúng ta có CBDC tiền kỹ thuật số quốc gia thì sẽ giải quyết được lạm phát nhưng mà thường chưa hiểu là sẽ giải quyết như thế nào các bạn tại vì tiền kỹ thuật quốc gia chỉ là tiền của quốc gia nhưng mà nó là dạng kỹ thuật số mà thôi thì tất cả chính sách tiền tệ để áp dụng Với là CBDC cũng như là tiền mặt cho nên không hiểu là làm sao giải quyết được và cũng đã có nhiều người nói là để giải quyết vấn đề lạm phát Argentina đó thì đồng peso của Argentina nên neo với đồng đô la các bạn đã thấy được là đồng đô la đó thì bị lạm phát chuyên miên in rất là nhiều nhưng mà thế giới đó vẫn tin tưởng đồng đô la các bạn, tại vì những quốc gia khác đó thì cái phần trăm lạm phát còn nhiều hơn nữa, cái sự lạm dụng bên tiền còn nhiều hơn cả đồng đô la nữa cho nên đồng đô la cho dù là một đồng mà mức giá liên tục nhưng mà vẫn được ưa chuộng nhất hiện tại có một cái sự so sánh rất là thú vị các bạn giống như chúng ta nói là ở trong một cái khu vực xấu thì đồng đô la là căn nhà đẹp nhất trong khu vực đó các bạn <laughs> nhưng mà ngược lại Javier Mele là một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto chúng ta có thể từng nói tới người này rồi và dựa theo những thống kê đó các bạn hiểu là thống kê theo thường hiểu là mới nhất ngày 28 tháng 9 thì các bạn thấy được là chúng ta có những cái màu bên trên này màu tím là của Javier Mele người mà cực kỳ ủng hộ crypto à, người khác đó là Massa là người mà chúng ta vừa mới nói tới thì các bạn thấy hai người này là hai người mà hầu như là đang gần nhau Chúng ta thấy được là hồi 25 tháng 9 á, thì lúc đó Massa đã hơn Mele Nhưng mà thống kê ngày 28 á, thì Mele đã hơn Massa Và khả năng một trong hai người này có thể trở thành tổng thống kế tiếp của Argentina Nhưng mà điều mà tôi muốn các bạn nhận ra được đó là các bạn thấy bây giờ đã crypto đã trở thành đề tài tranh cãi khi mà ra ứng cử tổng thống không chỉ đi đến ở Hoa Kỳ mà còn ở Argentina các bạn Sự ảnh hưởng của crypto ngày càng lớn và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit, okx, bitget, binance, liniex và một số những dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sao giờ dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn